mình banh Hán, banh Càng bên đó đi nha. Đó. Rồi xong cho một ông già, rồi lừa tiền, ổng hứa đẻ cho ổng rồi ổng đẻ. Rồi vớt hết của cải của ổng đem về Việt Nam, rồi ăn cho ngập mặt, rồi mở tiệm vàng, trời đất ơi. Tao nói tốt quá, quá tốt rồi, tốt dữ lắm rồi. Trời ơi, cái đống cứt trên đầu má ơi, hèn chi. Với ông, để mà người ta kêu bằng mì xào là đúng rồi. Trời đất ơi, đẹp hết sức, đẹp luôn vậy đó. Trời đất ơi, bữa nào lên like trực tiếp một cái đưa cái bản mặt ra coi thử coi, đừng có quay hình. Quay hình là qua app hết trơn à. Quay hình là lên app hết trơn, bữa nào đưa đưa cái mặt thật ra lên like trực tiếp cho mọi người chiêm ngưỡng cái nhan sắc coi của một hoa hậu coi. Hoa hậu mà không hề hoa hậu đó. Có nghĩa là gì, mấy anh chị hiểu cái từ mà hoa hậu mà không hề hoa hậu không? Có nghĩa là hoa hậu là nó phải đẹp, nó phải chân dài tới nách, mà lông nách phải dài tới chân, đúng không? Hoa hậu là phải có đồi núi chập chừng, phải có eo thon lít bự, đúng không? Phải có một cái gương mặt đồng thanh đồng thủ, nó dễ nhìn dễ coi, phải không? Nhìn nó phải gọi là thước tha mượt mà, phải không? Rồi đằng này hoa hậu gì mà nó giống một cái người tầm thường, nó chỉ là một cái con người nhìn nó rất là tầm thường, thì cái danh dự hoa hậu đó đó anh chị, nó có cũng giống như không, tại vì nó không phù hợp và không xứng đáng với cái, nó không phù hợp với cái con mà đi qua bên Hàn Quốc kiếm một ông già để dụ dỗ để cướp tài sản của ổng. Ổng giống như một cái con mà đi làm gái, cho nên là nó không có phù hợp. Cho nên nó hoa hậu nhưng không hề hoa hậu đó mấy anh chị. Không có hoa hậu nào mà nó bình thường và nó tầm thường như vậy đó mấy anh chị. Cho nên là hoa hậu không hề hoa hậu đó. Trời đất ơi. Trời ơi. Thế có nhiều người hỏi, ủa tại sao mà Phương Anh nói cái từ hoa hậu mà không hề hoa hậu? Giờ mọi người biết tại sao hoa hậu không hề hoa hậu rồi đúng không đó. Trời ơi, nhục hết, biết nhục vậy. Thân phận làm đàn bà mà để cho đàn ông nó lên nó bóc phốt, nó nói mình đi làm gái Hàn Quốc, đi lừa đảo tiền của bá gia bá tánh, rồi vừa lừa đảo tiền của một ông già, rồi đi vơ vét tiền của cái ông già hết xứ quách để đem về Việt Nam để có thức ăn, ăn cho ngập mặt vậy thì sao? Trời nói không quen không biết tôi, trời đất ơi, ai cần quen biết, kêu ông Quốc Võ đó với bà Hồng Trinh á là hả, muốn liên lạc với tôi để nói chuyện với tôi. Tại vì lúc đó bị bà Sáu quất cho mấy cái đơn rồi. Rồi nhờ ông Quốc Võ đó là muốn là, ông Quốc Võ mới kêu chị Hồng Trinh đó là đó nói có thể kêu Phương Anh đó gọi là liên kết liên lạc với mì xào được không. Thì tôi mới nói Facebook tôi đó, thì chị ấy muốn cái gì thì cứ vô nhắn thẳng cho Facebook của tôi. Trời ơi, làm giống như mình đẹp lắm vậy đó. Làm giống như mình sang trọng, mình giàu có, mình mà ghê gớm vậy đó. Được thằng Đăng nó che cho cây dù, rồi tưởng đâu mình nó là một bà hoàng, bà hội đồng dư hay là mọi vợ ông cả. Rồi cứ nghĩ là mình cứ sang trọng hoài, tuột xuống giùm đi má. Cái nghề của má là nghề gì hả? Cái nghề của má khởi đầu á là cứ năm mà tuổi thanh xuân của má đó, má đi làm nghề gì? Má chỉ cũng là đi ra nước ngoài đưa Hán, đưa banh Hán ra cho thiên hạ nó chơi để kiếm tiền ăn thôi má ơi. Má đừng cứ tưởng đâu má sang trọng, má giàu có địa vị lắm chị đó. Trời đất ơi má, trời đất ơi, làm giống như là tôi cần cái bản mặt là làm quen với tôi vậy. Xin lỗi nha, kiếm một người có giá trị cao hơn, tầm cỡ quốc tế hơn thì khó, chứ cũng dạng giống như má đó, đầy đường hết. Thì cái dạng như má là đầy đường á, mà biết sao đầy đường không, nó nhiều nó dư quá, nó là cái dạng bình thường và tầm thường đó. Đó, cái dạng mà đầu trộm đuôi cướp đó, giống như má đó, cái thứ lừa đảo đó, cái thứ mà đúng đường đồ này nọ như má gì đó, đầy ngoài đường hết trơn đó. Đầy ngoài đường là cái thứ đứng đường đó, cỡ giống như má là cái dạng đứng đường đầy ngoài đường hết trơn đó. Trời ơi, làm giống như mình gây gây gớm đó. Trời, thân của ai thân, ai thân với má xưa giờ tôi đâu có nói là tôi thân đâu, mà tôi cũng đâu có cần chém xỉa đến cái mặt của má là ai đâu. Trời ơi, nên kêu Phương Anh em nên dừng lại, rồi không dừng rồi làm cái đéo gì nhau hả? Không dừng rồi thích đó thích nói hoài đó, ngày nào cũng lên nói đó, rồi làm gì nhau.
Trời ơi, nó cứ dừng lại đi. Dừng gì? Tại sao mới dừng? Mắc quá thì mới dừng. Trời đất ơi, hồi trước đã đem cái clip của tôi lên, đưa cái clip của tôi 2 clip, bỏ hình tôi lên cái trang nhà phải YouTube, tôi vẫn còn chụp lại nè, đừng có chối. Rồi kêu thẳng tên tôi luôn, chửi tôi trước. Tôi đâu có biết má là ai đâu. Hả? Tôi đâu có biết cái con bảy màu mà đi xào mi xuân thiện quận què gì ở đâu đâu. Tự nhiên cái bắt đầu đem clip tôi lên, đem hình ảnh tôi lên chửi tôi. Lúc mà tôi còn quên lên bảo vệ Hồng Phượng đó. Ai đi kiếm chuyện với ai trước? Mày nói cho tao biết ai kiếm chuyện với ai trước. Rồi xong rồi bây giờ nói là thân của tao cũng đâu quen thân mày đâu. Nhục nhã dễ sợ luôn. Cái bản mặt làm sao mà bị thiên hạ nó ghét hết trơn. Tao nói một cái xã hội hết 85% ta ghét rồi. Coi lại cách ăn ở của mình đi, đừng có lên thể hiện. Mình là người hiểu biết. Được ba dạy 2-3 tiếng hàng gì đó, cứ lên vô ngày nào cũng lên vậy đó. Hả? Tiếng hàng sao người ta không biết mình là biết tiếng hàng hay sao vậy? Muốn thể hiện là mình đây là cái người biết biết 2-4 tiếng đúng không? Trời đất ơi, ngày nào cũng vậy đó. Trời đất ơi, trời ơi, phải lắm. Phải là mình là cái người mà biết là 2-3 tiếng muốn thể hiện mình đây là giỏi, mình đây là cái người biết 2-3 tiếng mà ngon lành cành đào. Trời má ơi má, trời ơi đồn mẹ, thời buổi bây giờ không ai cần mấy cái lứa đó đâu. Người ta cần là cần cái gì? Cần biết mình á, cái giá trị của mình á, đó, cái liêm sĩ, cái nhục nằm ở đâu, cái đạo đức con người nằm ở đâu mới quan trọng, chứ lên thể hiện gì á. Trời ơi, lên làm giống như hay vậy mấy chị. Ngày nào cũng lên ngồi nói tiếng, nói xong cái chào, chào chứ chào tiếng Hàn, chào tiếng Hàn rồi tiếng Việt Nam, rồi tiếng Việt Nam rồi thông dịch lại. Nó trụ làm lố, làm quái, muốn phe phan mình đây là biết tiếng Hàn. À, trời ơi, nó giống như cái kiểu, giống như là cái kiểu giống như ta đây là giỏi, ở đây là cái người là biết nhiều thứ tiếng hay là biết 2-3 tiếng gì đó. Là hay, trời ơi. Biết cái gì cũng biết mà có cái biết điều không biết. Cái mẫu tử, cái đó mới là cái thiêng liêng nhất. Trời đất ơi, ở đó mình đi quỷ bỏ, từ ngày hôm nay chạy lên giành giật là tôi muốn. Ở đó là cậu của tôi rồi này nọ, bài hát của tôi, giành giật cái gì? Có biết điều, bài hát nào cũng của mày hết trơn mà mày không bao giờ mày trả tiền cho bất cứ một ai. Những cái người mà viết bài cho mày à, bài nào cũng của mày hết trơn, mày hát mà của mày hết, nhưng mà mày không có biết điều. Bài hát nào á, mày cũng nói nhạc sĩ viết cho mày hết trơn, nhưng mà mày không bao giờ trả tiền cho nhạc sĩ nào hết trơn. Mày chưa bao giờ trả tiền cho bất cứ một cái nhạc sĩ nào hát. Hát xong hát chùa, hát phi không, lấy bài của người ta hát không, hát không bao giờ trả tiền. Không biết điều. Một ca sĩ mà đi hát bài, hát chùa, hát phi, rồi bị nhạc sĩ ta đòi lại mấy cái người viết nhạc, ta đòi những cái bài hát với lại biết nhục. Gặp tao như mày á, nhục lắm, quê luôn. Đợi tới ngày ra tòa luôn, chứ không dám trường cái đầu cái mặt ra ngoài xã hội để cho chúng nó nợ nó cười rồi. Thiệt. Rồi đi làm đi từ thiện nước cũng vậy, đi trong sự âm thầm, làm mà không nói. Trong khi đó, con Cuba, Canada, Lương Văn Bình, cả đồng đội của mày, cả bao nhiêu người hết, lấy hình ảnh phốt lên đẩy trên mạng xã hội hết, bảo là âm thầm. Âm thầm gì kỳ vậy? Tao nói chuyện ra mà để cho người ta giả lại vô trong mỏ không à, ta nện lại vô đầu không à. Trời ơi, em Hồng Loan ra so sánh với Hồng Phượng. Bởi là Hồng Phượng đi làm từ thiện trong sự âm thầm, không bao giờ nói đồ này nọ. Âm thầm mà chụp hình ảnh bỏ lên đầy á, làm clip làm đồ bỏ lên đầy ở trên mạng xã hội rồi tung hô, vậy âm thầm dữ chưa? Vậy là âm thầm đó hả? Nói chuyện ra biết nhục hết. Gặp tao giống như mày á, mới dám trường cái đầu ra ngoài xã hội đó. Nhục quá. Sống làm sao mà để cho người đời người ta khinh khi mà người ta coi thường đến mức độ giống vậy. Thiệt.
nhục kiểu đó mà còn sống tồn tại được ở trên mạng xã hội này, tao cũng khen. Nhưng mà mọi người thấy không, nó đang bán hàng online, nó nghe tới cái giai đoạn mà nói Hồng Loan đứng lên sân khấu đó trên Tây Ninh hát cái nó offline liền anh chị, offline vô nghe con Hồng Loan hát cảm xúc anh chị chịu không nổi, bật dậy liền, cái máu ganh tị sân si đố kỵ nó trỗi dậy liền anh chị, offline liền, đang bán hàng online ăn cái hát trên online nhảy lên liền. Nó nói đâu có phải ai đứng trên sân khấu cũng lập hình đâu, thì nó nói đâu có phải người nào đứng trên sân khấu cũng là con phượng con rồng con công đâu, ý nó nói đâu phải ai được đứng lên sân khấu đều là con công con phượng đâu, mày nói đúng đó, câu đó là phải dỗ ngược lại mày đó. Vậy mày được đứng lên sân khấu bấy lâu nay đó, mày có phải là phượng là công không? Nó đang dỗ trên đầu nó đó, nó đang dỗ ngược lại nó đó. Còn người ta không có đứng lên sân khấu, họ không phải là ca sĩ, nhưng họ được phép và bị ép buộc lên sân khấu luôn mới ghê chứ. Vì khán giả muốn người ta đứng lên sân khấu hát cho người ta nghe. Những cái người mà bắt Hồng Loan phải đứng lên sân khấu để hát cho họ nghe, và họ ép con Hồng Loan phải lên hát luôn đó, là tại vì họ yêu quý quá, thương quá, họ ép buộc con Hồng Loan, họ kinh Hồng Loan đặt lên cái vị trí đó ở trên sân khấu đó là một ca sĩ. Ông Hồng Loan hát không hay dở, nhưng mà người ta lại muốn nghe từ chính miệng con Hồng Loan hát cho người ta nghe. Còn bản thân mình là tự xưng mình là ca sĩ, đang hát đi hát mười mấy năm, nhưng cuối cùng mình lại không ai muốn thấy mình đứng trên cái sân khấu hết, không ai muốn thấy mình hát trên một cái sân khấu hết, và không ai muốn lắng nghe một ca sĩ như mình hát hết. Vậy thì cái câu nói mày nói là đâu phải ai đứng trên sân khấu cũng là phượng đâu, là mày đó. Ca sĩ mà không giống như một ca sĩ à, bị người ta tẩy chay, bị người đời lên án, đạo đức không có thì lấy gì làm nghề. Cái nghề á, ca sĩ á, nó phải cần cái gì? Cần cái đạo đức. Mà mình sống mình không có đạo đức mà ai nghe mình hát, ai cần mình? Lúc nào cũng thích đi sân si, đố kỵ, ích kỷ đó, đi nít này nít nọ nít kia, mấy chục cái nít để đi chửi lộn với người ta, để đi bày tỏ cảm xúc. Một ca sĩ mà đi một lần mấy chục nít Facebook để đi chửi lộn với người ta, đi bình luận dạo để chửi người ta, ai chửi mình chửi lại, đó là một ca sĩ hả? Cho nên là mày nói cái câu là không phải ai đứng trên sân khấu cũng là phượng là đúng. Mày đứng mười mấy năm trời rồi cuối cùng á, phải không, mày chỉ là một cái con quạ đen thôi, không phải là phượng đâu. Nếu mày là phượng thật sự đó nha, mày là con phượng con công thật sự đó, là người ta đã không tẩy chay mày đâu, người ta đã yêu quý mày, ta mò tới mày để người ta tìm mày hát rồi, để người ta nghe rồi người ta bóc xô mày rồi. Bây giờ mày có xô hát không? Không có xô, không một ai dám bóc xô mày luôn, và không một ai đón nhận mày luôn, thì mày biết rồi, ngoài cái sân khấu của cái thằng thái giám nó mới đón nhận mày thôi, tại vì cái sân khấu của nó ế quá, không có ca sĩ nào chịu lên chọn hát hết, và không ai muốn hát trên cái sân khấu của nó hết, thì nó mới bóc mày lên thôi, nó mới cho mày hát tạm trong cái thời gian ế xệ này nè, để làm cái sân khấu nó nóng, còn bỏ quan thì nó lạnh nguội hả. Cái sân khấu của thằng bóng đó đó là nó bỏ quan á, nó ế xệ á, à, thằng thái giám đây đó, rồi để lạnh nguội giống như nhà quan, giống như nhà mồi á, cho nên nó mới đưa mày lên hát để làm nóng cái sân khấu hả, để. Chứ còn nếu mà tôi nói bây giờ đâu có ai chịu lên sân khấu, nó thuê sân khấu nó để làm gì đâu, thì đó mới đón nhận mày lên thử đi. Mai mốt mà có nhiều show hay là nhiều người mà đặt cái sân khấu đó, mà hợp đồng với sân khấu đó, đi thử cái mặt mày coi nó có cho lên sân khấu nó hát hay không. Mày chỉ là tạm bợ thôi, dễ gắt để đỡ đầu móng tay thôi, đừng có nghĩ mình cao sang, danh giá, tham lam, ích kỷ.
ngày mai có Hồng Loan hát nè. Thằng kia là bây giờ không có ai thuê. Bây giờ tôi hỏi mấy anh chị nè, nó phải trả tiền điện, tiền này, tiền nọ đủ thứ hết trơn. Mà cái sân khấu không ai hát hết, đăng ký không ai mà thuê hết, thì tiền đâu? Thì bây giờ nó thay gì nó bỏ không, nó cho bên con Hồng Phượng, bà Kim Thoa thuê hát, phải không? Để làm nóng cái sân khấu rồi có sinh hoạt, ở tiền ít thì nhiều, thì ít nhất cũng kiếm lại được chút xíu, còn hơn là bỏ không, bỏ trống. Thì mới cho lên thôi. Chứ còn mà nói mà đứa nó tốt mà nó cho mày lên cái sân khấu của nó, tao nói thiệt không có ai thuê mày nữa đâu. Tao nói thiệt không có ai đâu. Mày sống cái kiểu mà không có đạo đức gì, thiếu gì ca sĩ hát hay, thiếu gì người, phải không? Trời ơi, mày hát đâu có được đâu, có phải là mày gọi là một ca sĩ hạng A đâu, hạng nhất gì đâu. Đi thi mà đạt giải ba, cậu hỗ trợ, chú Hoài Linh hỗ trợ, nhiều người hỗ trợ, toàn là những người có tiếng tăm làm nghề ha. Đó, lâu năm không, cuối cùng hạng ba là biết mày rồi. Cái hạng mà tôi nói cái hạng đứng thấp nhất trong ba giải mà đứng giải ba thì biết rồi. Bởi vậy sắp anh đi hát mười mấy năm, show nhiều quá, hát hay quá mà không ai bóc hết, mười mấy năm trời không mua được cái nhà, chiếc xe, trong khi đó người ta lứa tuổi hai mươi mấy, những ca sĩ hai mươi mấy người ta có sự nghiệp, có xe, có nhà riêng hết trơn. Còn mình không biết coi, biết nhìn lại mình ở đó lúc nào cũng tự cao tự đại, đem cái danh dự của cậu mình ra để chi bám theo đó mà nổi tiếng. Không có năng lực, tự mình năng lực của mình á, mình đứng lên nhờ vào cậu mình, cứ suốt ngày cậu ơi con thương cậu, cậu ơi làm ơn cậu. Trời ơi, cái đoạn clip mà tết mà ổng lì xì cho nó, trời ơi nương cậu quá, thương cậu quá, trời định bà của nội ơi. Chưa bao giờ thấy được một cái clip nào mà nó ôm ba ruột của nó mà nó thương kiểu đó. Một cái con người sống giả dối như vậy chưa bao giờ thấy. Sao ngoài định cậu ra, biết định ai, tại vì cậu có tiền, có tài sản, cậu có tiền trong cái két sắt, cậu có xe, cậu có nhà, có đất. Còn nghe nói cậu để lại cho con là phải quá trời phải, bởi vì định tao nói định bất chấp luôn. Tôi nói thiệt với mấy anh chị vô trên mạng xã hội, những cái thứ loại người mà định bợ là không bao giờ những cái con đó nó đàng hoàng, và không bao giờ nó là một người tốt được mấy anh chị. Tôi dám guarantee với mấy anh chị luôn, tôi đảm bảo với cả thế giới này, những con người mà có những cái thái độ mà đi định bợ là những con người đó là luôn luôn là những đứa hai mặt, lòng dạ nó rất là tổn. Những đứa mà đi nịnh bợ đó là tôi nói với anh chị là những cái loại người đó không bao giờ sai được. Cái tính ích kỷ, đố kỵ, sân si, nhỏ nhen, bảo thủ, và nó sống ghê gớm lắm. Cái cuộc đời của nó sống nó chạm vào đâu đó anh chị là hư tổn chỗ đó. Những cái đứa mà hay đi nịnh bợ đó anh chị, là mấy đứa đó, tôi nói thiệt với anh chị, 10 đứa là không có đứa nào xài được hết trơn. Ví dụ mấy anh chị đi làm nail, người ôi trời bữa nay em mặc bộ đồ này đẹp quá, bữa nay em đang gì ăn vậy cho chị coi coi, trời ngon quá, ăn dở cũng nói ngon, định đi được ăn ha. Là những cái con người giống vậy đó, chưa bao giờ mấy chị được nó cho mấy anh chị ăn đâu, hoặc là nó đem đồ vô nó mời mấy anh chị ăn đâu, nó định bỏ người ta để được người ta cho mình ăn á. Chứ chưa bao giờ nó mang đồ tới để cho mời mấy anh chị ăn đâu. Những đứa đó là những đứa 10 đứa, đủ 10 đứa không bao giờ xài được. Con Hồng Phượng nằm trong cái số đó đó à, cái loại người đó đó. Ăn của nó một đồng được đó, tôi nói thiệt với mấy anh chị, nó keo kiệt, nó keo kiệt dữ lắm. Mọi người mà ăn được đó, tôi nói ai mà được nó đãi một bữa ăn là tên ok, cảm ơn đi à, tìm cách trả đi cổng ấy đó. Trời đất ơi, cái miếng ăn đó là cái miếng tồi tàn, tôi nói được cả một đời mang theo là mang ơn nó rồi. Là nó ghê gớm lắm, loại người giống vậy đó. Thương cái gì? Thương cậu mà thương là thương cái xương không còn luôn, thương mà thương là lọt xuống đường mương luôn, thương là lọt xuống đường mương.
mà thương thương là nó bào, nó ăn mà không còn cái xương luôn đó, đừng nói thương thương. Thằng bán thì cao, nó không có biết đội quần đâu em ơi. Mọi người, tôi nói thiệt, qua bao nhiêu cái choa mà rồi, mọi người nhìn vào Thám Thừa Cao, mọi người biết nó là cái con người anh chị ăn ngược nó ngạo lắm. Hôm trước nó khác, hôm sau nó khác, không có ngày nào giống thầy nào hết trơn á. Nó nói là theo cái cảm hứng của nó và thích đó, để chi, để nó chọt, để nó làm nóng cái choa mà, để nó kiếm view, kiếm like, rồi Mạnh Thường Quân kéo vào trong nó để coi, rồi để nó kêu gọi nguyên góp chứ gì trơn á. Chứ không có, thằng này nó không có, nó không có, không có sai được đâu mấy mọi người ơi. Tôi nói thiệt, ở ngoài xã hội còn rất là nhiều người họ chia sẻ những cái tốt đẹp, những cái thâm thúy đó mấy anh chị. Còn mấy anh chị kéo vô nghe cái thằng này được, mấy anh chị đóng tiền cho nó, đưa tiền cho nó để đi làm từ thiện. Rồi nó lại nói dốc, nó láo, nó coi mấy anh chị, nó coi những người yêu thương nó, ủng hộ nó giống như là một cái gọi là một cái bàn đạp vậy, để cho nó đạp lên đi, để cho nó lợi dụng, để nó môi tiền, móc tiền của mấy anh chị thôi. Nó đã nói rồi, mấy anh chị em nghe sao? Nó nói là nhà nước Việt Nam khuyến khích người dân Việt Nam hoặc là người nước ngoài mang đồng đô la ngoại tệ về Việt Nam xài. Rồi những ai đó mà đi kêu á, quyên góp tiền từ thiện nhiều á, thì nhà nước á sẽ tuyên dương, sẽ tặng quy chương, quy hiệu, bằng khen. Còn ai mà mang tiền từ ở Việt Nam ra nước ngoài sẽ bị bắt, tội nặng lắm. Mà anh chị thấy nó ăn ngược, nói ngạo không? Nó nói kiểu giống như là đứa chị nói, nó nghĩ tới đâu, nó nói tới đó, chứ nó không có động não. Nó không có ăn muối gì đó. Tôi hỏi mấy anh chị, tiền ở Việt Nam, nó nói là tiền mang từ Việt Nam ra nước ngoài sẽ bị tội nặng lắm. Đồng tiền của Việt Nam không có mệnh giá, không có giá trị trên thế giới. Không có quốc gia nào mà nó nhận tiền Việt Nam hết trơn, nó đổi đồng tiền Việt Nam hết. Không có một quốc gia nào, 190 mấy quốc gia trên thế giới, không có một cái quốc gia nào mà nó nhận cái tiền của Việt Nam hết trơn để nó đổi ra cái tiền ngoại tệ đó, anh chị. Không có một quốc gia nào đón nhận đồng tiền Việt Nam. Thì tôi hỏi mấy anh chị, tiền Việt Nam mang ra nước ngoài sao xài? Sao xài? Không có giá trị luôn. Không có giá trị, làm gì xài được? Thì tiền ở nước ngoài đem về Việt Nam đều đổi được ra thành tiền Việt Nam được xài hết, đều được đổi hết. Bất cứ một quốc gia nào ở trên thế giới mang vào Việt Nam cũng được đổi ra thành tiền Việt Nam mà xài được. Mà nó bảo là tiền ở nước ngoài mà mang vô Việt Nam á thì đi kêu gọi từ thiện đâu này nọ, được nhà nước tặng bằng khen khuyến khích. Rồi còn tiền ở Việt Nam mà mang ra nước ngoài là sẽ bị tù tội, bị nhà nước kết án nặng lắm. Trời đất ơi, mày nịnh thì cũng nịnh vừa vừa thôi. Nó nịnh chính quyền Việt Nam, luật pháp Việt Nam, nó nịnh để cho chị bác chị, để họ đó nha tôn vinh nó. Rồi để chi? Để cho nó tiếp tục đi hành nghề, lên mạng ăn xin, đi kêu gọi quyên góp. Sao lúc trước mày nói con đi nó không có rửa tiền, nó làm ăn đàng hoàng chân chính, là một nữ đại gia. Mày lên mày định quá trời, chị Ni, câu nào mày cũng dùng chị Ni hết trơn. Rồi tại sao ngày hôm nay mày nói khác? Nói chuyện cái kiểu đi kêu quyên góp là nhà nước tiên dương sẽ cho trời đất ơi, hèn chi mày đi bảo vệ những cái người mà làm từ thiện kêu quyên góp nghệ sĩ đó. Bởi vì chị hai đó, chị hai của tao là lên là phản đối vụ này, bởi vì chị hai tao đi tù đúng không? Chị hai tao đi tù là tại vì phản đối cái vụ mà tiền từ thiện quyên góp mà không có sao kê cho nên bị đi tù. Rồi còn những cái đứa người mà quyên góp từ thiện đó lại được bảo vệ đúng không? Hèn chi bây giờ mày, ý mày nói là bây giờ cái câu nói của thằng Thám Tự Cao nó làm cho chúng ta nhớ lại câu chuyện của chị Nguyễn Phương Hằng. Và chúng ta thấy được một cái điều là những người đi kêu gọi quyên góp để mà đỡ cái gánh nặng cho chính quyền với dân á nha, những người mà đứng ra đi đại diện mà đi kêu quyên góp tiền từ thiện để ăn trên
máu trên xương, trên mồ hôi nước mắt của người dân á, nha, của bá gia bá tánh á, ha, thì được nhà nước bao che. Còn những người á mà đó đi lên phản đối những cái vấn đề á, mà đi lừa gạt kêu gọi tiền quyên góp để ăn trên xương máu của đồng bào, của những người dân xa xứ, những người Việt Nam xa xứ, lại là những người đó là những người bị phạm tội và bị bắt, bị nhà nước lên án là đưa đi tù, đúng không? Ý là mày đang nói cái câu đó là mày đang trở ngược lại cái câu chuyện của chị Hai Nguyễn Phương Hằng, đúng không? Mày đang quay ngược lại là cái chuyện trước đây, đúng không? Là những người mà phản đối về những cái vấn đề đi kêu quyên góp tiền từ thiện là bị đi tù hết, hiểu không? Là chống lại với nhà nước, với chính quyền. Còn những người được bao che là những nghệ sĩ đi kêu quyên góp để đi giúp đỡ cho dân, để cho nhà nước bớt đi cái gánh nặng, hiểu không? Đó, để ăn ôm tiền ăn chia với nhau trong cái vấn đề tiền mà thuế má của dân đóng cho ngân hàng của chính phủ, của nhà nước, kho bạc của nhà nước, họ sẽ hưởng chọn trong đó, không cần phải xuất ra cho dân, cho giúp đỡ cho những người nghèo, mà phải để cho tự dân giúp đỡ cho dân, rồi để cho bao nhiêu người đó, người ta đi kêu gọi quyên góp, người ta được quyền lừa gạt tiền của người khác, lừa gạt của dân, của đồng bào, đồng hương đó. Rồi mày cứ kia kêu gọi đi, còn mày muốn ăn bao nhiêu mày giữ lại ăn bao nhiêu thì mày ăn, còn bao nhiêu mày đưa cho người ta thì mày bao nhiêu cũng được. Ý là chính quyền họ bao che cho những cái việc làm đó. Rồi còn ai mà chống đối lại những cái việc làm đó đó, trục lợi từ thiện đó, ai mà đi á chống đối lại những cái vấn đề mà đi kêu gọi quyên góp rồi tiền từ thiện, trục lợi từ thiện là đều đi tù hết, đúng không? Còn những kẻ mà đi trục lợi tiền từ thiện, đi kêu quyên góp tiền từ thiện lại được nhà nước bao che giống như mày vậy, đúng không? Giống như mày, với giờ mày là đi đấu tranh lúc trước là bảo vệ con thủy lũ, với lại là những cái người đó chị Hai lên án là trước đây là mày đi bảo vệ họ, là tại vì á nha, họ làm đúng, họ trục lợi tiền từ thiện là đúng. Chị biết mà, cái clip đó lâu rồi, cái clip đó lâu rồi, chị thấy rồi, bữa đó chị thấy rồi. Nó lâu rồi, cái clip mà nó đưa bánh tét lên là lâu rồi. Cái clip đó mấy tuần trước rồi. Cái clip đó là nó khịa mấy tuần trước rồi, bây giờ tại mọi người mới thấy thôi. Cái clip đó là nó đã lâu rồi, nó đã khịa mấy tuần trước rồi. Thì bởi vì cái mấy tuần trước tôi mới lên tôi chửi cha mắng mẹ nó đó. Thì đó, cái clip đó là lúc trước, là bởi vì cái clip đó mà tôi mới lên tôi chửi mẹ nó đó, chửi cha mắng mẹ nó đó, không biết dạy nó đó. Bởi vì mọi người thấy không? Bởi vì bây giờ nó nghĩ là những cái việc làm đi kêu gọi trục lợi tiền từ thiện đổ này nọ, ăn trong đó, là ăn trong những cái đồng tiền đó, là cái điều đó là hợp pháp, được chính quyền họ bao che đó. Bây giờ nó tự khai ra đó mấy anh chị, nó tự khai đó, nó tự khai đó, thằng Thám tự ra nó tự khai đó. Ở đâu ai biết anh sai biểu nó khai đâu, mà nó giờ nó khai rồi mọi người cũng phải hiểu rồi nha. Thì chửi cha mắng mẹ nó đó. Bữa nó đem cái clip lên nó khịa bánh tét của tôi, mới lên tôi mới chửi cha mắng mẹ nó đó. Tôi mới leo lên đầu mẹ nó, tôi ngồi ở chỉnh á. Tôi mới leo lên đầu mẹ nó, tôi ngồi ở chỉnh á. Nó là khác nào, nó nói xấu chính quyền, nó nịnh chính quyền, chị Bích Nga hiểu không? Nó nịnh mà nó cái kiểu nịnh của nó là cái kiểu mà nó bán đứng người ta, nó sỉ nhục cho chính quyền. Nó học ít mà nó tưởng nó học cao, nó học lớp 2 mà khai lớp 8 đó. Cái kiểu giống như vậy, thích thể hiện ta đây, thích thể hiện mình là cái người hiểu biết. Hôm nay lên dí, trời, binh của tiền hồ, binh quá trời tiền hồ, kêu đó giờ đi, nó kích lại, nó kêu đó giờ ra gặp nó đi đó, ra gặp đi. Trời ơi, tôi nói mấy chị, con tiền hồ là cái con chết nhát. Đó là cái con chết nhát, tụi nó toàn chết nhát không à, không có dám gặp đâu. Đó, tôi nói thẳng luôn mấy chị luôn á, tôi nói thẳng lúc trước nha, tôi nói là tôi bảo vệ cho tụi nó. Nhưng ngày hôm nay là tôi nói thẳng một câu luôn, là tụi nó rất là sợ con đi, con tiết bông sao biết không? Tiết bông vậy nè. Tụi em sợ con đi á chị, em sợ. Ý là nó là cái người bị hại, nhưng nó cứ nói với tôi là bạn của nó bị hại không.
thì con đi con tiếp bạn nó mới nói là bạn em ở đâu có dám gặp đâu chị, gặp con đi nó có mối quan hệ dữ lắm chị ơi, con đi nó có mối quan hệ dữ lắm, nó có tiền nữa, nó mua được lại đường về Mã Lai luôn đó chị, nó mua được luôn đó, bởi vì bạn em không có dám ra mặt chơi với nó đâu, chơi nó biết là nó chi xác gia đình của bạn em luôn á, cho nên bạn em không có dám ra mặt, nó nói vậy nha, cho nên á bạn em không có dám ra mặt, cho nên em tức quá, cho nên là em muốn giúp bạn em nói lên thôi, chứ còn á là bạn em là không có dám ra mặt đâu, mất công á, nó cho người tới nhà nó chi xác là gia đình của bạn em luôn đó chị. Con Ni này nó ghê lắm, chị cũng có biết đâu, nó có mối quan hệ dữ lắm, nó quan hệ mối quan hệ nó ngoài Hà Nội, rồi nó có tiền nó bỏ ra nó mua được chính quyền hết, nó mua được ở bên đường về Mã Lai luôn đó chị. Cho nên con này á, nó có chưa đơn giản đâu, cái đầu nó ghê lắm chị, cái đầu nó ghê lắm. Con Tiết Bông là cái người đưa con Ni lên tầng cao nhất với tao, lúc nào cũng lo sợ con Ni, cho nên không dám trường mặt ra. Và tất cả những đứa mà bây giờ đi công kích con Ni á, là chẳng qua là tức quá muốn tìm cách mà muốn trà trộn vô với những cái người mà đang ghét con Ni để chung tay, để mượn cái thế lực của người ta để dồn con Ni vào đường cùng. Chứ còn kêu mà con Ni mà đứng ra chơi, mà gọi là chơi sòng phẳng ha, chơi với tụi này á, thì tụi này nó bỏ chạy là chắc. Con tiền nó còn sợ thua con Ni, cho nên là mới bỏ trốn về Mã Lai. Sợ thua con Ni mà sợ, rất là sợ. Con Ni hẹn gặp không dám đi gặp, phải tìm người để đi với nó. Con tiền nó chết nhát dữ lắm. Cái ngày mà về Việt Nam đó, xong rồi cô Tiết Bông hỏi chị có quen biết ai Sài Gòn không, cho người ra đi với bà được không, bây giờ bà không dám đi, bà sợ lắm, kêu bà đi mà bà không dám gặp đâu chị ơi, bà không dám gặp, bà sợ lắm. Bà nói với em lỡ ra ngoài nó quýnh tao sao, ra ngoài hẹn ra ngoài rồi lỡ nó chơi xấu tao sao, cho nên là chết nhát chịu lắm. Rồi cái bắt đầu hẹn với con Ni rồi xong đã đời cái sợ con Ni nó ra tay về Mã Lai trốn bệnh. Tụi này á, nó chỉ có đi cấu kết với người này người nọ, đưa thông tin mượn cái miệng người ta à, một bây giờ mượn miệng của thám tử Cao lúc trước, mượn miệng tôi à, để chơi với con Ni thôi, chứ tụi nó không có cơ, cái cơ của tụi nó không có chơi được với con Ni, nó rất là sợ con Ni, muốn thể hiện muốn cái mỏ gì thôi. Tụi nó kia cài cứu con Ni dữ lắm, ghét kinh khủng lắm, muốn con Ni chết không, nhưng mà lại tụi nó biết là cái sức của tụi nó chơi không lại con Ni, nó biết, nó thừa biết con Ni có mối quan hệ từ ngoài Hà Nội rồi biết bên Mã Lai rồi, con Ni nó cùng giang hồ giang này giang nọ, tụi nó sợ mà, cho nên nó tụi nó dựa vào tôi vì nó biết được cái tính khùng của tôi có thể tôi quật được con Ni, cho nên nó muốn lợi dụng tôi, vì lợi dụng tôi không được cho nên mới quay ngược lại